Vâng, xin chào các bạn. Nếu các bạn lần đầu tiên xem video hướng dẫn cất dự án này đó trên kênh của mình thì mọi người cho mình nút like, nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trong video hôm nay mình xin dẫn mọi người dự án ăn chia 100.000 token DOB. À, số lượng token sẽ là 10.000 USDT dành cho tất cả mọi người tham gia. Để tham gia kèo này thì mọi người cần và làm làm link dưới phần mô tả cho mình, sau đó hoàn thành các nhiệm vụ trên biểu mẫu GLM.O cho mình nhé. Vào đây các bạn join vào kênh channel New Telegram nhiệm vụ đầu tiên, OK, sau đó quay trở lại iDot, tích vào con tin. Tiếp theo, à, các bạn do vào kênh Channel New nữa, kênh Group nữa. Và tham gia kênh này. Sau đó tích vào tôi không phải là người máy. OK, ở đây bấm bắt đầu để mình nhập bóc tra cho mình nhé. Chúng ta sẽ có một cái mã cấp ra ở đây. Tương ứng với những cái số dưới này nhé. Rồi quay trở lại cho mình. Tích vào con tin. Tiếp theo follow kênh Twitter cho mình. Vào đây các bạn bấm theo dõi kênh Twitter và like và retweet lại bài đăng này cũng được nhé. Rồi. Rồi sau đó quay trở lại Eros. Tích vào con tin cho mình. Ok, tiếp theo các bạn do vào kênh Discord này. Bấm chấp nhận lời mời. Rồi. Sau đó tích vào đây verify cho mình nhé. Nó còn bắt buộc mọi người bấm OK này, hoàn thành này. Verify cho mình. Ok. Bấm vào group cũng verify cho mình nhé. Rồi, đã xong, quay trở lại Adobe, tích vào con tiếp tục follow kênh fanpage ở kênh facebook lên ở đây các bạn bấm theo dõi kênh facebook sau đó quay trở lại tích vào con tin luôn rồi nhiệm vụ tiếp theo là mọi người sẽ dùng địa chỉ ví ở trên mạng BSC hoặc mạng ETH mọi người có thể copy địa chỉ ví ở trên ví hoặc là ví MetaMask nhé ở đây thì mình vẫn ưu tiên dùng ví MetaMask